À, Ok, đi. thứ nhất là Satan nó dùng dân tuyển của Chúa để sỉ nhục Chúa, để giết Chúa bằng cái hành động là nhạo báng Chúa từ câu 11 cho tới câu 20 đó. Mặc áo choàng cho Chúa, rồi đội mão bằng gai cho Chúa, rồi đánh Chúa, rồi nhổ trên Chúa. À, cái bài học thứ hai đó là Satan thất bại trước sự chết của Đức Chúa Giêsu. Chính những kẻ thù của chính những kẻ thi hành lệnh để mà giết Chúa đó, là như là quan, là lính, là thầy tế lễ đó, nhưng mà họ tuyên xưng Chúa là vua, họ quỳ lại ở trong câu 26 đó. Dù là sự chế nhạo Ngài, nhưng mà đó cũng là cái hình thức mà Chúa Thánh Linh khiến cho họ thi hành giết Chúa. Nhưng mà rồi cái sự chế nhạo của Chúa đổi ngược lại là họ quỳ lại Chúa, họ tôn vinh Chúa, họ xưng Chúa là vua, họ đội mão, rồi họ mặc áo vua cho Chúa. Trong khi đó đó thì có một ông thầy đội, ông thấy cái sự biến chuyển xảy ra thì ông tuyên xưng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Rồi một cái tốt nhất nữa đó là ông Giô-sép là cái người ở trong tòa nghị viện, ông không dám tuyên xưng đức tin, ông tin Chúa Giêsu nhưng mà ông không dám công khai. Nhưng mà khi Chúa chết đó, thì sao? Ông xin xác Chúa, rồi ông chuẩn bị để mà ông chôn Chúa, nào thuốc thơm, nào tẩn liệm Chúa, mọi thứ ông hoàn tất. Rồi cái thứ hai nữa đó là bởi sự chết của Đức Chúa Giêsu đem lại phước hạnh cho con cái của Chúa, là ở trong câu 35, 38, đoạn 15 câu 38. Bức màn trong đền thờ xé ra làm hai từ trên chí dưới. Tức là cái bức màn đó nó xé hai. Hồi xưa đó thì mình phải nhờ thầy tế lễ để dâng lên lời cầu nguyện, nhưng mà bây giờ Đức Chúa Giêsu đến thế gian, Đức Chúa Giêsu chết, Đức Chúa Giêsu là thầy tế lễ, thì bây giờ cái bức màn đó được xé hai, tức là hết thảy con cái của Đức Chúa Trời được Đức Chúa Trời cho phép tương giao trực tiếp với Đức Chúa Trời, mà cũng có nghĩa là hết thảy con cái của Đức Chúa Trời trở thành thầy tế lễ, như ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 9 cho chúng ta biết, chúng ta là dòng giống được lựa chọn, là chức tế lễ của nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Đó là sự phước hạnh. Khi Satan nó tưởng là nó thắng Đức Chúa Giêsu khi nó giết Đức Chúa Giêsu, nhưng mà Đức Chúa Giêsu đắc thắng sự chết, làm cho con cái của Chúa được tương giao thẳng với Đức Chúa Trời, được hưởng phước hạnh của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta là con, chúng ta cũng phải đắc thắng như Đức Chúa Giêsu đã đắc. Ok, cảm ơn mẹ chia sẻ. Ở trong chương 15 đó, nếu chúng ta đọc đó, nếu không ấy, thì Phương đi sơ lược qua để mình hiểu những điều mà mẹ mới chia sẻ rằng ấy, là trong chương 15 là khi Đức Chúa Jesus Christ bị bắt, đưa ra quan tòa ở bên hai phía quan tòa của dân Israel. Họ cố gán tội cho Chúa, không được thì họ đưa qua quan tòa của dân La Mã là ông Phi Lát. Ông là trưởng cái vùng đó và ông quyết định tất cả những cái quyết định cho hoàng đế La Mã tại cái vùng đó. Xong rồi á thì họ ông không có thấy cái gì mà Chúa Jesus Christ có tội hết trơn á, thành ra ông muốn thả, nhưng mà dân sự cố ý nói rằng là đóng đinh Chúa trên cây thập tự, rồi họ đòi thả một cái người giết người ở trong tù vì cái tội tội giết người. Cho nên ông Phi Lát vì dân sự lao quá cho nên ông thả cái người kia và đóng đinh Chúa Jesus Christ. Thì trước khi họ đóng đinh Chúa thì họ sỉ nhục giống như là mẹ kể vậy đó. Thì họ đội một cái mão bằng gai chứ không phải là cái mão của vua, rồi họ nhổ nước miếng, rồi họ đánh đập. Và mình thấy cái sỉ nhục này đó, nó rất là tặng tường, giống như là họ nói rằng là ô cái người này là tiên tri hả, họ chùm đầu lại họ đánh, rồi họ nói rằng là nếu ngươi là tiên tri thì nói đi, nói ai đánh mày. Thành ra cái sự sỉ nhục về về thân xác của Chúa Jesus Christ, và sau đó họ đem ra đóng đinh.
và cái màn ở trong đền thờ. Có vài điều xảy ra, cho nên cái người mà lính dòm tất cả, xem xét những tất cả, mới công nhận rằng là cái con người này chính là con của Đức Chúa Trời, đến từ Đức Chúa Trời. Một là trời tối đen, và Đức Chúa Jesus Christ bị đóng linh lúc 9 giờ sáng. Khi mà đi ra đó là 9 giờ sáng. Thành ra ngay giữa trưa nắng chang chang, nhưng mà trời tối đen, và có những cái biến cố và cái màn ở trong đền thờ. Nếu chúng ta không biết luật lệ của người Do Thái đó, ở trong đền thờ của họ đó có cái hành lang, có nơi thánh và nơi chí thánh, có chỉ mình thầy tế lễ, cả là thầy tế lễ lớn nhất đó, có thể đi vào nơi chí thánh. Và đi vào nơi chí thánh chỉ một năm một lần thôi. Nhưng mà khi mà Đức Chúa Jesus Christ tắt hơi và chết đó, thì những biến cố thời tiết xảy ra và cái màn ở trong đền thờ bị xé đôi. Không phải từ không phải xé từ dưới ở lên trên, giống như là người ta cầm ở dưới mà xé ra vậy đó, nhưng mà xé từ ở trên xuống dưới. Và cái người lính mà xem xét tất cả những cái việc xảy ra đó, công nhận rằng là người này chắc chắn là cái người con của Đức Chúa Trời. Cảm ơn mẹ chia sẻ. Có ai có học hỏi được điều gì khác trong Mác chương 15 không? Hay là câu hỏi gì? Những anh em bê tên và những người khác trên mạng, nếu chúng ta có cái gì thì xin cứ mở tiếng lên và nói. Mấy tuần trước mấy anh em bay tên chia sẻ rất là hay. Phương thấy trình độ như vậy là đi giảng đạo được rồi. Chắc là những anh em đó cũng đi ra giảng đạo phải không? Hay là thường giảng đạo cho mấy anh em ở trong trại phải không? Và cái điều đó là cái điều mà chúng ta nên nên tập. Nếu chỉ là cái một điểm nhỏ mà chúng ta học hỏi từ nơi Chúa thì chúng ta nên nói cho người khác nghe. Và cái điều đó là cái điều mà Đức Chúa Jesus Christ dạy cho chúng ta làm. Hãy đi dạy dỗ muôn dân, bắt đầu với những người ngay trước mắt mình đó. Và dạy dỗ họ cái gì? Dạy dỗ những cái điều mà mình học được nơi Chúa, qua lời của Chúa. Đơn sơ như vậy thôi. Ok, có ai muốn hỏi câu hỏi gì, hoặc là có bài khác nào học hỏi trong Mác chương 15 không? Ok, anh Liên có câu hỏi. Khi mà hai môn đồ của Chúa thì lúc đó thì đi đâu hết rồi, cái người mà coi như là tin Chúa một cách giấu mặt mà lại đến dám trước luật Pilát để xin xác Chúa để đem đi chôn, mà hai môn đồ Chúa theo Chúa ba năm mấy thì... anh Liên hỏi là khi Đức Chúa Jesus Christ chết á, mấy môn đồ của Chúa không thấy ở đâu hết. Những người chứng kiến Chúa chết á, là toàn là phụ nữ không? Khi mà Chúa chết á, thì có mấy những người đàn bà. Rồi sau khi Chúa chết, người ta lấy xác xuống á, thì cũng không nghe môn đồ ở đâu hết. Thì có một người tên Joseph với Nicodem. Họ đến, ông Philát là tòa của dân La Mã, và họ xin xác của Chúa Jesus Christ về để chôn. Anh Liên hỏi rằng là môn đồ của Chúa ở đâu? Phương không biết câu trả lời đó. Ai có cái câu trả lời mà mình nghĩ không? Rồi Phương cũng đưa lên cái điều mà Phương nghĩ. Phương nghĩ là đàn ông có gan không thỏ ra thấy. Cái đó là ok, chị Yến, chị Văn nói một cái câu là đối với chị đó, chị nhận xét là đàn ông có gan con thỏ. Không biết con thỏ cái gan như thế nào, nhưng mà đại khái rằng là những cái người đàn bà thì ngay ở đó, nhưng mà đàn ông thì không thấy ở đâu. Ok, trong bốn sách Matthew, Mark, Luca và Giăng á, đều kể là có những người đàn bà xem khi Đức Chúa Jesus Christ chết, nhưng mà không thấy môn đồ ở đâu hết. Coi có câu trả lời hay là cái điều nêu lên không, cái ý nghĩ của mình. Phương nghĩ rằng á, là
Phương nghĩ rằng không phải là đàn ông hay là đàn bà, nhưng mà Phương nghĩ rằng là họ bị xuống tinh thần, và xuống tinh thần một cách rất là nặng nề. Và Phương nói lên điều này để cho chúng ta cũng có thể cảm thông, tại vì họ đi theo Chúa 3 năm, và những người đàn bà này cũng đi theo Chúa 3 năm. Ở trong sách Luca kể rằng Chúa có môn đệ nam và có môn đệ nữ, và cả hai đều đi theo Chúa trong những thời gian đó. Nhưng mà những cái người mà gần gũi Chúa nhất á, là 12 môn đồ của Chúa. Và Phương nghĩ rằng họ nghe rất là nhiều điều, nhiều hơn là nói cho đám đông hoặc là 70 sứ đồ. Và Phương nghĩ rằng á, là khi mà họ nghe nhiều điều về Chúa như vậy, họ gần gũi Chúa như vậy, họ thấy sự vinh hiển của Chúa như vậy đó, thì khi mà thấy Chúa chết đó, trước khi Chúa chết nữa, khi mà thấy Chúa bị bắt, bị đánh, bị đập, bị sỉ nhục đó, thì giống như là cái thế giới của họ bị sụp đổ. Mình phải nói rằng cái thế giới của họ bị sụp đổ. Và Phương nghĩ rằng á, là không thấy mặt họ ở đâu á, tại vì Phương nghĩ rằng á, thật sự họ không biết suy nghĩ gì và họ cũng không biết làm gì, nhưng mà biết rằng á, lú đầu ra thì sẽ bị bắt, thành ra không thấy mặt họ ở đâu hết. Thành ra Phương nghĩ là như vậy. Và cái điều đó đó, mình mới thấy cái sự diệu kỳ của Chúa, tại vì sau này đó 12 môn đồ này tự tử một tên là Judas mà phản bội Chúa, thì còn lại 11 người. Và 11 người này chung với những người ở trên phòng cao đó thay đổi cả thế giới. Thành ra cái điều mà Phương muốn nói để khích lệ mình đó, dầu cái thế giới mình thấy sụp đổ trước mắt mình, dầu mình thấy thất vọng nơi những cái điều mình mong mỏi nơi Chúa, dầu mình thấy cái sự thất vọng nơi những cái điều mà lời hứa của Chúa đã hứa cho mình, tại vì trước mắt mình không thấy những điều đó. Trước mắt mình chỉ thấy rằng tất cả đều đều suy sụp trước mặt mình đó. Nhưng mà ở trong Chúa mình không bao giờ mất hy vọng, và Đức Chúa Trời vẫn là đấng tốt lành dầu bất cứ điều gì xảy ra. Cho nên chúng ta nên làm cái gì trước cái hoàn cảnh như vậy? Chúng ta cứ tiếp tục tin và theo Chúa, và kinh nghiệm cái sự sống lại của Chúa. Khi mà chúng ta kinh nghiệm sự sống lại của Chúa, sau khi Đức Chúa Jesus Christ chết rồi đó, các môn đồ bị tan lạc khắp nơi đó, thì người này ở một nơi, người kia ở nơi nọ đó, nhưng mà khi mà họ thấy Đức Chúa Jesus Christ hiện ra bằng thịt bằng huyết, thì mình tưởng tượng cái tinh thần của họ phấn khởi lên như thế nào, thì mình cũng có thể như vậy. Mình cứ trong mọi hoàn cảnh cứ đi đến nhà thờ, cứ đi đến thờ phượng Chúa, và mình cầu xin Chúa cho con kinh nghiệm sự sống của Chúa. Thì khi chúng ta kinh nghiệm sự sống của Chúa thì chúng ta cũng sẽ đầy sức sống của Chúa. Và nếu mà 11 người sứ đồ này mà bị xuống tinh thần, bị trầm cảm, bị thất vọng, bị yếu đuối, bị nhút nhát, bất cứ những điều gì họ họ gặp, mà họ còn có thể thay đổi thế giới bởi quyền năng của Chúa và sự sống của Chúa trong họ, thì mình cũng được như vậy. Và Phương nghĩ rằng á, là cái điều đó là cái điều khích lệ cho mình. Bởi như vậy Kinh Thánh cho chúng ta thấy cái sự thật của con người. Chúng ta không có một cái tiêu chuẩn làm những cái người anh hùng vĩ đại, vì những cái tiêu chuẩn đó nó không có thực tế. Cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là thật tế, là chúng ta chỉ là con người, nhưng mà Chúa lấy sự yếu đuối của thế gian để tỏ ra quyền năng của Chúa ở trên thế gian này. Thành ra cái đó là cái câu trả lời mà Phương có về cái câu hỏi đó. Rất là hay anh Liên hỏi. Nếu mà Chúa không có làm được cái đó là điều mà Chúa để cho môn đồ tránh ra, chứ không phải là môn đồ tránh ra. Tại vì khi đó là môn đồ đến hôn nhau lại trong cái trong phòng, khi mà Chúa sống lại thì tất nhiên là ngài đang mấy mấy môn đồ đang nhóm lại, chứ không phải là thành. Ok. Thì chiều hôm nay Phương cũng có chia sẻ một điều mà Phương học được khi mà Phương đọc Mác chương 15. Tại vì Phương thường coi tin tức
ở trên MSN News. Thành ra khi mà Phương thấy trong những tuần qua chúng ta học về Mark chương 13, chương 14, thì Phương thấy trước mắt tận tường trong đời sống của mình đó, mình thấy những cái sự mà đã ghi trong Kinh Thánh được diễn ra ở trong thời đại của mình. Nhưng mà trước khi Phương chia sẻ những điều đó đó, thì Phương chia sẻ về sự chết của Chúa Giêsu Christ, rất là cái sự sắp đặt của Đức Thánh Linh cho mẹ chia sẻ về sự sỉ nhục của Đức Chúa Giêsu Christ trong Mác chương 15. Vì cái điều đó là cái điều mà Phương cũng định chia sẻ, rằng trong Mác chương 15 và kể cả trong Matthew, Luca và Giăng, chúng ta thấy những tác giả này ghi lại những cái chi tiết rất là tận tường về cái cách mà Đức Chúa Giêsu Christ bị đánh, bị đập, bị sỉ nhục. Và Phương nêu lên Đức Chúa Giêsu Christ bị sỉ nhục một cách hoàn toàn. Phương nghĩ rằng là có khi mình còn có khi mình bị sỉ nhục, nhưng mà mình còn giữ được một cái thể diện nào đó ở trong một phần nào đó. Nhưng mà khi mà Đức Chúa Giêsu Christ chết, Ngài bị sỉ nhục một cách trọn vẹn. Và Phương nói trọn vẹn là như thế nào? Chúa bị nhục về thể xác. Thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ bị đánh một cách tan nát. Nếu chúng ta đọc ở trong sách Matthew, thì chúng ta thấy rằng Chúa bị đánh in là 39 roi, phải không? Bằng cái không phải là cái cây, nhưng mà bằng cái roi mà có cái mấy cái móc mà bấu cái thịt và giật ra. Và hơn nữa, thể xác của Chúa bị người ta đánh, bị người ta nhổ nước miếng, bị người ta tát. Từ những cái điều violent, giống như là hung bạo, như là bị đánh roi hay là bị đánh cây, cho đến những cái điều mà người ta gọi là sỉ nhục, giống như là nhổ nước miếng hay là bị tát gì đó. Khi mình tát con người đó, nó không phải là cái gì hung bạo lắm, nhưng mà nó là cái điều sỉ nhục. Đức Chúa Jesus Christ chịu hết ở trên thân thể của Ngài. Ở trong Mark chương 15 câu 19 chúng ta thấy, và Chúa Jesus Christ bị sỉ nhục ở trong tâm hồn của mình. Cái sự nhạo báng của con người chúc lên Đức Chúa Jesus Christ, rất là nhiều điều họ nói. Mình có thể tưởng tượng rằng là không phải những cái người mà Mark hoặc là Matthew hoặc là Giăng ghi lại những cái lời mà họ nói đâu, nhưng mà những cái lời mà không được ghi lại, cả đám đông dân sự nói biết bao nhiêu lời khi mà Đức Chúa Jesus Christ bị đánh, bị đập. Những cái lời mà Mark ghi lại đó là những cái lời mà những cái người lính nói thôi, và những cái người đứng gần Đức Chúa Jesus Christ nói thôi. Giống như là nếu mà mày chữa lành cho người ta được đó, tại sao mày không cứu mình đi? Nếu mà mình cứu những người chết từ cái chết sống lại thì sao không cứu mình đi? Nếu mình làm những cái phép lạ vĩ đại gì đó, sao không từ thập tự giá tự leo xuống đi? Những cái câu đó nó sỉ nhục cái tâm hồn của con người. Cái tâm hồn của con người là cái ý chí, cái sự suy nghĩ và cái cảm giác của mình. Thành ra Đức Chúa Jesus Christ bị sỉ nhục trong chính cái tâm hồn của mình. Và thứ ba, Chúa Jesus bị sỉ nhục trong linh hồn của mình khi Đức Chúa Trời chối bỏ Ngài. Ở trong Mác đoạn 15 câu 34, trước khi Đức Chúa Jesus Christ thì Chúa nói những cái câu là Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Đối với một người tin Chúa và đối với chính Đức Chúa Jesus Christ là con của Đức Chúa Trời, là người đến từ Đức Chúa Trời ở trong lòng Cha mà ra, mà bây giờ bị từ bỏ, bị từ chối. Và chúng ta hiểu biết rằng là Đức Chúa Trời, mình có thể hình ảnh rằng là Đức Chúa Trời khi nhìn Đức Chúa Jesus Christ ở trên thập tự đó, thấy tất cả những điều xấu xa, ô uế, bằng cùng của cả nhân loại, của mình, của ông bà, anh chị em, của mấy anh em, tất cả những cái điều xấu xa của mình đang chồng chất ở trên Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên Đức Chúa Cha không thể nhìn Đức Chúa Jesus Christ và không thể chấp nhận Đức Chúa Jesus Christ. Và cái mối liên hệ giữa Cha Con đó, giữa Đức Chúa Trời với Đức Chúa Jesus Christ đó bị đứt ngay lúc đó. Cho nên Đức Chúa Jesus Christ mới kêu lên một cách thảm thương rằng là sao Cha lìa bỏ con.
là như vậy. Thành ra sự chết của Đức Chúa Jesus Christ là một điều Phương nghĩ rằng mình có thể tưởng tượng một người mà bị giết mà chết một cách sỉ nhục tệ hại nhất ở trên thế gian này á, thì không bằng cái sự chết của Đức Chúa Jesus Christ, và Chúa chết cho mình. Và cái điều này làm cho mình suy nghĩ một điều, và Phương khuyến khích mình suy nghĩ cái điều này là Chúa đã chịu như vậy để cho mình, để thay thế mình. Đức Chúa Jesus Christ nói rằng, trong Kinh Thánh nói rằng Chúa gánh thay tội lỗi của mình, Chúa chịu hình phạt cho mình. Thành ra mình tưởng tượng nếu mình không tin nhận Đức Chúa Jesus Christ, cái sự hình phạt của mình sẽ nặng như thế nào? Mình chịu nổi không? Mình gánh nổi không? Và Đức Chúa Jesus Christ chết ở trong một mấy tiếng đồng hồ. Chúa bị đóng đinh đem ra từ 9 giờ sáng tới cỡ 12 giờ trưa là Đức Chúa Jesus Christ tắt hơi. Nhưng mà mình phải chịu cái sự sỉ nhục, cái sự hình phạt của Đức Chúa Trời đời đời nếu mình không tin nhận Đức Chúa Jesus Christ, nếu mình không được tha thứ, nếu mình không nhận sự tha thứ của Đức Chúa Jesus Christ. Mình có thể chịu những cái này không phải trong 3-4 tiếng đồng hồ, nhưng mà đời đời hay không? Nếu mình có thể chịu thì mình không cần tin Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng mà nếu mình không muốn chịu những cái điều như vậy đó, thì tốt nhất mình nên tin nhận Đức Chúa Jesus Christ. Mình nên cầu xin Chúa tha thứ hết tội lỗi của mình để mình không bị Đức Chúa Trời hình phạt vì tội lỗi của mình. Và cầu xin Chúa tẩy sạch mình, và cầu xin Chúa làm cứu Chúa của đời sống mình, và thờ phượng Chúa, giữ sự trung tín với Chúa trọn đời sống của mình. Vì cái hình ảnh mà Đức Chúa Jesus Christ chết đó, Phương thấy rằng trong cái hình ảnh đó là Chúa gánh thay cho mình. Nếu mình không chấp nhận cái sự Chúa gánh thay cho mình muốn tự gánh thay đó, mình muốn tự tự lập, tự biên, tự diễn á, mình muốn tự muốn làm gì thì làm đó, thì đây là cái hình ảnh mà chính mình phải chịu. Nhưng mà cái điều đó sẽ ở trên mình đời đời. Thành ra Phương suy nghĩ cái điều đó khi mà Phương đọc về Đức Chúa Jesus Christ chết như thế nào, Chúa chết thay cho mình, và nó đã tệ như vậy rồi, thì mình tưởng tượng coi nếu mà mình phải chịu cái đó đời đời nó như thế nào. Và Phương muốn nói cho chúng ta biết để cho chúng ta suy nghĩ thêm về những người thân nhân của mình, những người thân hữu của mình, những ba mẹ anh chị em, tất cả. Kinh Thánh nói rằng tất cả những người mà không tin nhận Đức Chúa Jesus Christ và không được tha thứ đó phải bị hình phạt. Thành ra mình tưởng tượng người thân của mình đời đời ở trong lửa địa ngục bị hình phạt như vậy như thế nào. Cho nên Đức Chúa Jesus Christ mới nói rằng hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nói cho họ biết về sự cứu rỗi, hãy nói cho họ biết về Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Jesus Christ khi Ngài sống ở trên thế gian này, Ngài chỉ làm một điều thôi, Ngài chỉ nói rằng về sự cứu rỗi của Chúa, ai tin sẽ được cứu, ai không tin thì cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ ở trên người đó, vẫn ở trên người đó. Thành ra mình phải có một cái tấm lòng, một cái tâm tình giống như là Đức Chúa Jesus Christ vậy đó. Chúa không muốn ai chịu những cái gì mà Chúa chịu, và Chúa không muốn ai chịu những cái điều đó đời đời. Cho nên chúng ta phải có đồng một tâm tình đó, và chúng ta phải nói cho người ta biết và đem họ đến sự cứu rỗi và tha thứ. Và khi mà Phương đọc về cách Đức Chúa Jesus Christ đó, thì Phương nhớ lại trong Mát chương 13 khi Chúa nói rằng Chúa sẽ trở lại ở trên thế gian này. Và cái sự trở lại của Chúa sẽ như thế nào? Nó không giống như là khi Chúa làm con người đâu, bị sỉ nhục, bị hành hạ, bị tất cả những điều này. Nhưng mà trong Mát chương 13 câu 26 nói rằng bây giờ người ta sẽ thấy con người là Đức Chúa Jesus Christ lấy đại quyền, đại vinh ngự đến trên đám mây. Ngài sẽ sai các thiên sứ đặng nhóm những kẻ được chọn ở bốn phương, từ đầu cùng đất cho đến đầu cùng trời. Đó là chúng ta. Chúng ta là tất cả những người tin Chúa đó, là những người được chọn. Và khi lúc đó đó, chúng ta sẽ được gom lại, và chúng ta sẽ thấy vua của mình trong sự vinh hiển là Đức Chúa Jesus Christ. Đó là cái điều mà chúng ta tất cả những người tin
có thể trông mong. Và khi chúng ta trông mong những điều đó đó thì chúng ta sống có mục đích và mục tiêu. Nhưng mà Chúa nói rằng trước khi Chúa tái lâm, trước khi Chúa trở lại đó, sẽ có những cái điều xảy ra. Và trong chỉ từng nay thôi, Phương thấy những cái điều này, nhiều điều xảy ra. Và Phương để cho mình xem nè. Đây là động đất ở Morocco. Có ai có đọc động đất ở trong Morocco không? Ở đây là những cái nước Trung Đông. Ở trong tuần qua, họ có một cái cơn động đất rất là vĩ đại và chết hơn 5.000 người. Và ở đây, cái này ở trong, cái này không phải là động đất, nhưng mà cái này là cái đập nó bị bể và nó lục rất là một chỗ rất là nhiều và người ta chết chìm 5.000 người. Thấy những cái hình lũ lụt đó ở bên Libya, Libya cũng là ở bên Trung Đông. Và Kinh Thánh nói rằng là sẽ có đói kém và động đất. Thì đương nhiên có những cái thiên tai như vậy đó, thì những cái thú vật, những cái trồng trọt đều bị tan tiêu tan hết, thành ra sẽ có những cái đói kém xảy ra. Và ở trong tháng qua đó thì chúng ta thấy là những cái lửa, có nhiều lửa lắm, nhưng mà Phương chỉ để cái lửa ở bên Hawaii thôi, tại nó gần với nước Mỹ của mình, nó là trung tâm của nước Mỹ, địa phận của nước Mỹ. Ở trong Hawaii, vì cái lý do nhà điện bị cháy hầu như là nhiều cái khu vực, rất là nhiều ở trên cái đảo Hawaii, và chết 100 người. Và ở trong lịch sử của nước Mỹ đó thì qua 100 năm đó không có cái lũ, không có cái lửa nào á mà lớn giống như vậy, mà tàn hại giống như vậy ở ở bên Hawaii. Thì ở đây một lần nữa có những cái tai họa như vậy đó thì sẽ có đói kém. Và đây là động đất mà Phương nói hồi nãy đó ở Morocco. Thì cái động đất này cũng là ở trong những tuần qua. Gần 3.000 người chết và hơn 5.000 người bị thương. Và đây chỉ là những cái tin tức gần đây thôi đó, trong một tháng qua đó. Trong Kinh Thánh, Matthew và Mark nói rằng là sẽ có đói kém và động đất, và sẽ có nghe nói về giặc giã. Sáng hôm nay thì Phương đọc mấy tuần rồi, và trong hơn một năm qua đó thì những cái tin tức về giữa nước Mỹ với Trung Trung Quốc, thì chúng ta nếu có đọc thì biết Trung Quốc thì luôn luôn muốn tấn công ngầm nước Mỹ. Những cái security á, giống như là họ cho người giống như là vào những cái cơ quan ăn cắp tài liệu. Và ăn cắp những cái tài liệu cá nhân của rất là nhiều người và nhiều cơ quan giống như là ngân hàng, chính phủ. Và gần đây đó thì họ họ giống như là có vấn đề về Taiwan, tại nước Mỹ ủng hộ Taiwan nhưng mà nước Tàu thì muốn, thì nước Tàu thì coi Taiwan giống như là địa phận của họ. Và dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Đây là hình thật, đây là ở bên đây đó là Ukraine trước khi chiến tranh, và đây là Ukraine sau khi chiến tranh. Rất là đột ngột, và đột ngột cho cả thế giới. Cuối tháng 2 năm ngoái thì tự nhiên nước Nga đánh vào Ukraine, và thị trường thì rất là xuống tại vì cái chiến tranh. Thành ra những cái điều này giống như là ở trong Kinh Thánh nói rằng á, là sẽ có những cái điều đó xảy ra trên đất, càng ngày càng xảy ra, thì càng ngày chúng ta biết rằng sự tái lâm của Đức Chúa Jesus Christ sẽ đến, là Chúa sẽ trở lại và hủy diệt đất này và đón xét tất cả con người. Và ở trong mấy ngày hôm nay Phương đọc cái tin tức này á, là cái tiểu bang California mà người Việt mình yêu mến đó, họ sắp ra một cái luật mới rằng á, là nếu mà những người cha mẹ mà không đồng ý với cái sự lựa chọn tính giới của con cái mình đó, thì chính phủ có thể bắt con cái của mình không cho cha mẹ nuôi nữa. Nó gọi là cái Transgender, Gender Diverse and Intersex Youth Empowerment Act.
là nó cho cái quyền lợi của trẻ em tự chọn lựa cái tính giới của mình. Và nếu ba mẹ không đồng ý đó thì có thể kêu chánh phủ vào, và đứa con đó không cần sống với không cần sống với cha mẹ nữa. Cái luật này đó là dưới cái ông governor Gavin Newsom này á, chính ổng là người đồng tình luyến ái. Thành ra ở trong Kinh Thánh, Chúa Jesus Christ cũng nói rằng là anh sẽ nộp em cho phải chết, cha sẽ nộp con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mình. Những cái điều này xảy ra trong 100 năm qua đã xảy ra rồi, và càng ngày nó sẽ càng nhiều hơn. Và Phương kết thúc bằng cái câu hỏi này: bạn đang sống vì cái gì vậy? What are you living for? Mình đang sống cho cái gì? Phương hỏi cái câu này để cho chúng ta không phải là bán nhà bán cửa bỏ job làm hay là cái gì, nhưng mà mình phải chỉnh đốn cái cách nhìn của mình phải xem đời sống của mình qua lẽ thật của lời của Đức Chúa Jesus Christ. Những nhà cửa, những cái cơ nghiệp của mình là Chúa ban. Phương không nói những cái điều đó là xấu. Những cái công ăn việc làm của mình cũng là Chúa ban. Nhưng mà mình đang sống cho cái gì? Phải sống cho những cái đó không? Hay là sống cho Chúa? Phương có một cái câu này: ấy cũng như một người kia đi đường xa, bỏ nhà, giao cho đầy tớ mỗi đứa cai quản một việc, và cũng biểu đứa canh cửa thức canh. Ta cũng nói cho mọi người hãy tỉnh thức. Đây là những câu mà Đức Chúa Jesus Christ nói trong Mác chương 13, trước khi Ngài bị đánh, bị đập và bị đóng đinh trên cây thập tự. Chúa nói rằng là Đức Chúa Trời giống như là một người kia đi xa nhà và giao mình là những người đầy tớ của Chúa, và mỗi người đã được giao mỗi đứa cai quản một việc. Chúng ta không hầu việc Chúa giống nhau hết, không phải mỗi người là mục sư hay là giáo sĩ hay là cái gì đó, nhưng mà mỗi người chúng ta có công việc làm cho Chúa. Chúng ta nhắm cái đó mà làm, hay là chúng ta sống vì cái này, vì cái kia, vì cái nọ. Đương nhiên những cái điều đó là cần thiết, nhưng mà đó không phải là mục đích của đời sống mình. Chúa sẽ trở lại. Chúa sẽ hỏi mình: con có sống cho ta không? Con có làm cái công việc mà ta kêu gọi con làm ở trên đất này không? Chúng ta phải trả lời thời gian ngắn ngủi, và Chúa sẽ trở lại. Điều đó là chắc chắn. Thành ra nếu ai mà muốn trông đợi thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Jesus Christ một cách vui vẻ, một cách không hối hận, một cách không có nhút nhát, không có sợ đối diện với Chúa khi Chúa trở lại đó, thì chúng ta phải sống một cách rõ ràng cho Chúa. Nếu mà Phương nói như vậy, nếu chúng ta không biết một cách rõ ràng Chúa muốn mình làm cái gì ở trên đất này, thì nói với Chúa, hỏi Chúa: Chúa ơi, con tin Chúa. Chúa muốn cho con làm cái gì ngay bây giờ mà con có thể làm cho Chúa? Đương nhiên trong mọi hoàn cảnh, nếu chúng ta có con cái nhỏ đó thì chúng ta không có bỏ hết và đi làm giáo sĩ được. Nếu chúng ta có cơ nghiệp, chúng ta có business, có thương mại đó, thì chúng ta không có bỏ cái business đi 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 được. Nhưng mà ngay trong chúng ta, ngay trong cái hoàn cảnh của chúng ta có thể làm gì mà Chúa kêu gọi? Phương tin chắc rằng Chúa kêu gọi mình ở trong mọi hoàn cảnh. Mình có thể làm cái gì? Mình sống cho Chúa. Đó là cái điều mà Phương khuyến khích mọi người. Và cũng kết thúc cái điều mà Phương chia sẻ tối hôm nay. Để mình cầu nguyện kết thúc, xong rồi nếu có ai có điều gì khác chia sẻ thì chúng ta cứ nói lên. Xin chúng ta đến với Chúa và sự cầu nguyện. Kính lạy Ba Ngôi Đức Chúa Trời, Chúa ơi, chúng con cảm tạ Ngài vì lời Ngài nhắc nhở cho chúng con. Đời sống của Ngài, sự chết của Ngài và những điều Chúa nói sẽ đến, đang xảy ra, Chúa ơi, và chúng con cảm nhận được chúng con sống ở trên đất này mỗi ngày là một món quà mà Chúa ban cho chúng con. Chúa ơi, Đức Thánh Linh, chúng con mời Ngài tỏ cho mọi người chúng con biết rằng sự kêu gọi của chúng con ngay bây giờ, ngay lúc bây giờ, chúng con có thể làm được cái gì cho Chúa, Chúa ơi. Và nếu chúng con không biết thì Chúa ơi, chúng con đến với Chúa và chúng con thờ phượng Chúa, và chúng con tin chắc rằng Chúa sẽ tỏ cho chúng con biết. Chúa ơi, chúng con biết một cách rõ ràng rằng Chúa nói cho chúng con hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nói cho họ biết về Chúa,
Dạy cho họ tất cả những điều mà Chúa đã dạy chúng con. Chúa ơi, xin Ngài mở đường, mở lối của chúng con. Xin Ngài ban ơn để dạy trên chúng con, ban cho chúng con có sự dạng dĩ, ban cho chúng con có lời của Đức Thánh Linh ngự ở trong lòng của chúng con để chúng con có thể nói ra, Chúa ơi, và vâng phục theo lời Chúa. Vì chúng con biết rằng Đức Chúa Trời là một công việc ở trên thế gian này, đó là cứu rỗi loài người. Chúa ơi, chúng con muốn giữ phần, chúng con muốn làm công việc của Chúa, chúng con muốn giữ phần vào công việc cứu rỗi của Chúa. Xin Ngài sử dụng chúng con trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Ok, cảm ơn tất cả.